Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma phủ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe lắm Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com cho Còn nếu các các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái thứ ba nên là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó mọi người là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện là mọi ha và còn đó với bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy mình sẽ tự quy đỏ ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại bên đây giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ha À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên cái bạn mà comment sớm nhất ở tầm 1517 ngày hôm qua Thế tầm 1517 ngày hôm qua các bạn comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hiền Thảo Cảm ơn Hiền Thảo rất là nhiều Thế rồi đó vừa ý vừa lòng mọi người hang Mình đã quay trở lại cái câu uh, cái câu lời mở đầu, cái câu slogan ban đầu của mình Thì uh, không biết làm sao cái câu mới trời ơi, bỏ đứa bao nhiêu chất xám ra tốn tiền tốn bạc Bao nhiêu người cả trăm người người ta tham gia mini game cuối cùng chế ra được một cái câu slogan mới thì mấy ông mấy bà ai vô cũng chê cũng chửi cũng <laughs> kêu dở quá nọ được ok thôi tôi thì nổi tiếng là chiều lòng khán giả mà khán giả muốn gì cũng được đâu á ok bây giờ chính thức quay trở lại cái câu slogan cũ ngang cho vừa lòng mọi người ngang <laughs> thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì rồi câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này bạn xin giấu tên bởi vì đây là mỗi câu chuyện buồn ở trong sớm của bạn thì bạn cũng không có muốn gợi nhắc về quá nhiều khi mà những người trong sớm lỡ như họ có nghe được à, thì rồi câu bây giờ mình sẽ phép đặt tên cho bạn này mang tên là Hiền đi lấy cho cái tên Hiền Thảo ha thì rồi Hiền có kể về mỗi câu chuyện á, là ở lại trong sớm bạn á, là có hai cái đứa nhỏ đặc biệt cái đứa nhỏ đầu tiên á, thì nó sinh ra trước thì à, đặt tên nó nó tên là thằng Hoàng đi kia mới trùng tên cho mình xin lỗi nha thì Hoàng không biết lý do tại sao thì khi mà Hoàng sinh ra như vậy đó thì Hoàng không có à, phát triển được như, như người bình thường. À, mới đầu thì đương nhiên từ cái độ tuổi từ 1 cho đến 5 tuổi đó, tới đến khoảng cỡ 3 tuổi mấy 4 tuổi đó thì thấy cũng mà cũng đi đứng cũng nói cười bình thường tuy nhiên là hơi tăng động một chút xíu. Nhưng mà rồi đến cái năm mà 5 tuổi, 6 tuổi ráng cố tình dạy học rồi cho đi vô trường học nhưng mà cuối cùng chỉ là quậy phá la làng rồi đòi đi về thì sau nhiều lần gia đình cũng có đi um, bác sĩ khám tất cả mọi thứ thì bắt đầu là mới chẩn đoán ra là à hoàng á là bị giống như là hoàng bị bị khờ À, hoàng hoàng bị khờ và có à, vài cái bệnh à, tâm lý nữa là rất là dễ bị kích động rồi kiểu như là à, ấy như vậy ha mà, mà bị khờ và không thể nào mà học hành được nữa thì gia đình cũng rất là buồn và lúc đó thì đương nhiên thì bác sĩ người ta nói là không có cách nào để mà chạy chữa nữa thậm chí là bây giờ có tiền tiền xong tiền ấy rồi đổ xuống ra nước ngoài gì cũng vậy Tại vì cái đó là con người người ta bị như vậy là là là, là phải chấp nhận rồi đó rồi thì đến cái đứa nhỏ thứ hai á thì nó sinh sau hoàng á là độ khoảng chừng cỡ thì khi mà hoàng lên lớp nào lên xin lỗi hoàng lên 5 tuổi đó là bắt đầu là cái đứa nhỏ sau mới sinh ra thì mình xin phép đặt tên cho cái bé sau mình mình đặt tên đó là tên tên tài đi là hoàng và tài ha thì khi mà hoàng, khi mà tài sinh ra đó thì lúc đó thì khi mà uh, sinh ra như vậy bắt đầu là có cái kiểu như là cái 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 thân hình này nó là có một cái chút xíu cái sự mà mà gọi là uh, hơi hơi dị dạng chút xíu thì trong đó bắt đầu là ngay trong cái bệnh viện bệnh viện phụ sản thì người ta cũng đã nói là à là nó là hoàng bị nhiễm chất độc màu da cam mọi người mình nghĩ là cũng hiện tại hiện tại bây giờ ít người nào mà nghe đến cái chuyện mà chất độc màu da cam thậm chí là những cái bạn nhỏ cũng không biết thì mình xin nói tóm tắt sơ khoảng cỡ 10 giây thôi chất độc màu da cam á là do ngày xưa là do khi mà chiến tranh là bên mỹ là họ có à, có thả những cái bơm hóa học như vậy và rải về xuống đất nước việt nam mình thành ra tới bây giờ thì có rất là nhiều những người khi mà à, bị nhiễm chất độc bò da cam thì khi mà sanh ra con bị dị dạng rồi con bị khuyết tật và à, có thể là bị khờ khạo nọ rồi đó đó thì à, trường hợp của tài là cũng là một cái trường hợp như vậy thì ở trong sớm nói chung là thời gian đầu thì đương nhiên mà con cái rồi trong sớm mình bị như vậy có đứa nít gì ai cũng buồn cả tuy nhiên á, nó lại có một cái cái mà nó để cho hàng xóm đỡ buồn hơn cha mẹ hai bên đỡ buồn hơn á, là hoàng với hạng tài hai đứa thân với nhau lắm mọi người hai đứa chơi rất là thân với nhau và hoàng nó không hiểu là sao, cái linh tính như thế nào nó là một cái đứa bị khờ như vậy nha đó nhưng mà nó lại rất là thương nó thương Tài cực kỳ luôn nha ai mà chọc ghẹo đụng chạm gì là bắt đầu là nó nó lại nó cắn á nó tại vì bây giờ nó nó không có nó kiểu như nó nói chuyện rất là chậm mà nó đâu có nói đâu thành ra là nó bực bội gì là nó nó đè nó cắn đã và ngược lại nó nha thì thằng tài cũng rất là thương hoàng cứ thấy hoàng đi ngang là cái bắt đầu là cứ cứ nó cái lúc đó đó là do đó là cái đứa nhỏ này là nó cũng không có tay và nó cũng không có chân luôn. Nó chỉ có giống như là cái tay của nó nó chỉ mọc được có một khúc thôi, à, một khúc hai bên như vậy nè. Thì cái này không phải là mình nói để mình 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 dè biểu gì, nhưng mà đây là chính cái câu chuyện trong chuyện này á thì bạn Hiền bạn có nói á, là những người trong xóm nói á, là cái tay cái chân nó giống như là cái cánh gà vậy đó à kiểu như một cái chút xíu như vậy y nhìn nhìn từ xa nhìn giống như là cái cánh gà và cái 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 chân nó cũng giống như là cái cái đùi gà và không có cái chân vậy. chỉ có đúng một cái 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 đùi thôi đó là cái kiểu như vậy nhưng mà đây không phải là chiêu ghẹo gì cả đây là cái kiểu như mình diễn tả cho mọi người dễ tưởng tượng thôi à hình đó là À, bởi vì vậy hình ra là tại đi đâu, đâu, đi đâu có được đâu mọi người chỉ là kiểu như là lết lết trường 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 như vậy nè và đương nhiên là cũng không biết nói à cười nghe vẫn vẫn nghe được à cười vui rồi kiểu như hỉ nộ ái ố thì nó nó bình thường chỉ là không nói và không đi đứng không cầm nắm gì được thôi mà cứ mỗi lần thấy hoàng đi ngang là cứ cứ là đang ăn đang uống gì cũng là cứ é, é, é là bắt đầu là lết 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 ra đó là bắt đầu là hoàng phải đi vô hoàng ngồi hoàng đút cơm à một cái thằng bị khờ đút cơm cho một cái bạn bị bị chất độc màu da cam như vậy một cái cảnh tượng như vậy đó làm cho cả sớm người ta giống như là người ta thấy à cũng có một cái niềm vui nho nhỏ à cũng có một cái sự hy vọng là chút xíu như vậy về hai đứa nó thân thiết với nhau thì sau này hai đứa nó sẽ đùm bọc lẫn nhau khi mà nó lớn lên à là cái kiểu như vậy mọi người hen thì rồi thời gian thấm thoát cũng trôi qua khoảng cỡ 3 bốn năm gì đó Thì lúc này là Hoàng á, thì nó lên được khoảng cỡ 8 tuổi, 9 tuổi gì Còn bạn Tài á, thì cũng nó cũng khoảng cỡ 4 năm tuổi, 4 năm tuổi À rồi, à, thì lúc này á, ở trong xóm á, là nó có một cái giếng Thật ra cái giếng này từ rất là lâu rồi Và cũng đã được bỏ hoang, bỏ phế như vậy Chỉ trừ khi nào có những cái nhà nào mà không có đi đường nước vô được á, Thì mới sử dụng cái giếng này mùa tưởng tượng là trong cái xóm nó khoảng cỡ 100 ngôi nhà Thì chỉ có 2, 3 ngôi nhà, 4, 5 ngôi nhà là sử dụng cái giếng này thôi đó thì một cái lần hôm đó bắt đầu á là hoàng á là nó bị mất tích không có thấy hoàng đâu cả đi kiếm mấy ngày trời luôn cũng không có đi kiếm đâu cũng hai ba ngày cũng không có và rồi cuối cùng bắt đầu là khi mà cái người mà tại vì lúc đó không có ai nghĩ là hoàng sẽ rớt xuống cái giếng đó tại vì thứ nhất là nhà của hoàng rất là xa cái giếng và cái thứ hai nữa là hoàng đi đâu cũng có người lớn đi theo rồi tất cả mọi thứ mà hoàng chưa hề biết đến cái giếng đó là nó cả à, không thành ra là không ai nghĩ là hoàng sẽ tới cái giếng nó làm gì cả chỉ nghĩ là à, khi mà đi kiếm hoàng là qua nhà này qua nhà kia xuống sớm dưới xuống sớm trên để mà kiếm thôi đó và hoàng cũng mà một phần đó là hoàng cũng rất là sợ ma À Hoàng sợ ma cực kỳ lắm Thành ra cái chỗ nào mà tối 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 xíu là Hoàng không có dám đi một mình rồi, Bởi vậy là cái lý do đó thành ra là càng, càng tăng lên cho cả sớm là không nghĩ là Hoàng sẽ đi tới gần cái giếng lắm nhưng mà rồi bắt đầu là hai ba ngày sau cái người mà người ta cái nhà mình như mình nói là chưa có đường nước đó người ta tới người ta múc nước về người ta sử dụng múc, múc giếng đó thì khi mà tới đó thì người ta mới hê lên là bởi vì người ta thấy một cái đôi dép à người ta thấy một cái đôi dép của ông hoàng ở đó cái đôi dép nó rất là quen thuộc người ta vừa thấy như vậy thôi cái đôi dép nó để kế bên cái thành giếng luôn là người ta la làng la sớm lên rồi à rồi thì kế bên cái đôi dép đó là nó lại có khi một cái bọc thung cái bọc thung này ý nghĩa bọc thung là gì là bởi vì hoàng rất là thích chơi thung à kiểu như là họ cái cái bạn bạn hoàng bạn bị khờ như vậy đó. đồ chơi siêu nhân xe điều khiển sinh nhật này nọ đồ ta đang không chơi không hiểu sao chỉ thích rất là chơi thung mọi người rất, rất thích chơi thun, cầm thung búng búng rồi hay là đang cột thung vô nhau làm những cọng dây thun là hoàng cực kỳ thích luôn đó là sở thích duy nhất của hoàng là chơi thung thì không hiểu lý do tại sao là hoàng đi đâu mất đôi dép nằm trên giếng và bọc thun nằm kế bên đó người ta mà khi mà nhưng mà người ta nhìn xuống người ta không thấy tại vì cũng mấy ngày nữa chắc là bị chìm hay là sao không biết thì người ta mới chạy về người ta mới la lạng trong xóm như vậy thì trong xóm người ta mới chạy vô ba mẹ của hoàng cũng chạy vô mà có những người có không tin rồi, trời ơi đời nào mà hoàng đi đến đây là kiểu vậy không đó rồi bắt đầu là có một cái người đó họ mới lặn xuống dưới đó thì khi mà họ lặn xuống dưới đó đó họ đó là có khi mà họ kiểu như là chưa có chưa có lấy lên được mà họ chỉ là gán lặn càng sâu càng tốt thôi họ gờ gờ thì họ nói có là gờ trúng được cái chân cái tay của ông hoàng ở dưới đó đã rồi lúc này cái bắt đầu là người ta mới tìm cách để mà người ta xuống dưới người ta cột dây vô chân người nọ rồi người ta mới kéo lên đã là chính thức là hoàng đã đã mất ở dưới đó nó có một cái câu chuyện mà giống như một cái thần dây cái cái, cái, cái thần thần giao cách cảm hay là tâm linh gì đó, đó. khi mà cái lúc đó đó khi mà hai ba ngày trời khi mà hoàng bị mất tích đó chưa biết là hoàng chết hay không á thì ở đây là anh tài là không chịu ăn không chịu uống giống như là nó quen rồi bốn năm năm nay là nó từ lúc mà nó sanh ra là lúc nào cũng là ngày nào hoàng cũng qua chơi với nó thậm chí là hoàng ẩm đó mà hoàng ẩm nó đi vòng vòng ngoài sân chơi rồi đút cho nó ăn nó rất là vui thì ra là hai ba ngày nay nó không thấy hoàng nữa, nó nhớ hay sao đó hay là không biết là phải chuyện tâm linh hay là chuyện ma hay là thật sự chỉ, chỉ đơn thuần là con nít nó, nó, nó 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 không có gặp được hoàng nó thương nó nhớ thôi bà nó cứ khóc lên nha mà nó không ăn không muốn nhưng mà rồi cho đến khi đó mà biết được là hoàng nó mất dưới giếng đem xác lên về làm đám ma rồi tất cả mọi cái việc này á không có cho không có cho tài biết tại vì thật sự là tài cũng bị khờ tài cũng bị chết độc bộ da cam thì chẳng ai mà rồi, thôi tài ơi anh hoàng anh chết rồi không ai nói như vậy cả cũng người ta cũng lo chuyện người ta thôi nè à. không có ai nói đến, đến 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 tài cái gì cả nhưng mà lúc đó là tài khóc lên rất là dữ trong ba trong ba cái ngày đám tang mà nhà tài ở nhà hoàng là xa nhau nha xa cũng mấy trăm mét nha mà trong ba ngày đám tang của hoàng là tài ở nhà là tài khóc khóc rất là dữ dằn mà không ăn không muốn ăn là nhè ra ăn là nhè ra mà rất là hung dữ như vậy luôn kìa à rồi người ta cũng không biết lý do tại sao cho đến khi đó mà ẩm tài là lúc đó cái ngày mà đi chôn bạn khi mà ẩm tài đi qua để mà đưa ma để mà đi chôn á gì người nhà nó mới thôi thì lúc mà nó còn sống thì trong sớm có hai đứa này là nó bị cái chuyện mà đặc biệt như vậy đó nó bị khuyết tật như vậy bây giờ hai đứa chơi rất là thân với nhau phải nói thì nói cũng phải bây giờ cho thằng tài nó qua nó đưa ma anh của đó đó thì khi mà đưa mai để bắt đầu lúc đó là tài mới im à không có quấy la không khóc gì nữa trơn á mà đứng ngay chỗ mà lúc mà đưa quan tài xuống người đút cơm ăn đút cơm là ăn đút cơm mà nuốt chứ không có phải là bỏ ăn bỏ uống la làng la là, sớm gì nữa cái điều đó rất là là kỳ lạ thành ra là ở trong sớm người ta mới nói với nhau chắc là hai đứa này đó nó chơi thân với nhau quá nên nó có một cái sợi dây thần giao cách cảm gì đó hay là khi mà thằng Hoàng nó mất nó đã hiện về nó báo cho thằng Tài biết nhưng mà bởi vì cả hai đứa đều là bị khuyết tật đều là bị khờ nhưng thành ra là hai đứa đó nó không có nói được ví dụ như con nít bình thường nó ờ à, mẹ ơi tối hôm qua con nằm mơ thấy anh Hoàng anh hiện vậy nhưng mà Tài nếu mà nó có mơ được như vậy đi nó cũng không tài nào nó nói được cho người nhà nó biết à mọi hiểu hiểu ý mình có ý là người ở trong xóm người ta nói là chắc là hai đứa đó nó có cái gì qua lại với nhau rồi mà cái người bình thường như mình không bao giờ mình biết được rồi Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa đó mọi người Từ sau khi mà Hoàng mất á Là Tài rất là thích chơi thung rất thích chơi thung luôn mọi người có là cứ cứ gặp thun như vậy là cứ đòi cho bằng được mà muốn mọi người biết là tài đó chơi thun bằng gì không chơi thun bằng miệng à chơi thun bằng miệng cứ là cứ cầm cứ ngậm 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 vô rồi cũng là móc vô cái này móc vô cái kia cái 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 cái, răng đến lúc này tài vẫn có răng bình thường cắn răng cái kia như dù như cái cái, cái đi cái lấy cộng cái thun bắt đầu là cầm cái miệng tròn vô trong cái móc xong cái cầm cái răng cắn cắn, về, cắn, về này, cắn, về, cắn về cái là cắn ra cái buông ra bạc cái cười hà 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 lên đó là ví dụ như móc vô cái này cái kia để mà kéo thun ra bắn như bây giờ là búng thun đó đó là kéo thun ấy bút bụt cái bắt đầu cười hà hà rất là khoái luôn đó thì đối với một cái đứa con mà đặc biệt như vậy thì cha mẹ rất là chiều, rất là thương, rất là chiều, chiều hơn với những đứa con bình thường, đúng không? Thì thấy con mình nó vui như vậy rồi thì cứ là mua thùng về là cho chơi. Đã và cứ cho chơi rất là nhiều và rất là thích như vậy. Thì rồi, cái lúc này bắt đầu là Tài nói được những cái chữ đầu tiên thì đố mọi người là cái chữ gì? Chữ hoàng chữ hoàng trong cái tên mà trong cái tên của ông hoàng nhưng mà lúc đầu không hề biết đó là hoàng có nghĩa là như vậy nè cứ ẩm đi chơi mà mà cứ ẩm đi ngang nhà của hoàng hiểu không à con mình mình ẩm đi chơi ngang nhà của hoàng là nói kiểu gì nè ừ. 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 mà vừa nói bắt đầu là vừa lấy cái 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 tay đó thì mình 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 xin phép gọi đó là cái tay mặc dù là cái tay đó cái cái tay đó nó không hoàn chỉnh nhưng mà vẫn là tứ chi của của tài hình đó là mình vẫn gọi là là cái tay em thì cứ đi ngang như vậy là cứ lấy cái tay cứ chỉ chỉ vô cứ chỉ chỉ chỉ, chỉ vô trong nhạc cứ... ừ. 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 không có nghe rõ nhưng mà đó là lần đầu tiên suốt mấy năm trời rồi có nghĩa là bác sĩ người ta nói là cái bạn tài bạn bị chất độc rồi cái nó là cái cái giọng á là không có không có nói được không phát âm được chỉ là là khóc lên khóc lên này là cười khặt 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 thôi à đó chứ không thể nào mà phát âm được một cái chữ mà rõ ràng được mà thành ra là cứ đi ngang cứ ba bốn lần như vậy và nói rõ chữ luôn đi ngang là nghe rõ chữ hoàng luôn mà cái gì là hoàng 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 là nghe rõ như vậy luôn thì cha mẹ ở nhà rất là sợ đó Trời ơi không lẽ giờ Thằng Tài con mình nó thấy hoàng ta Lúc đó là vẫn còn trong 49 ngày Vẫn còn trong 49 ngày cái đi ngang nó lại có khi Tại vì 49 ngày thì có cái bàn dông Rồi có một cái bức di ảnh để nghe nhà như vậy nè Đi ngang nhìn vô nhà thấy bàn dông liền à Lúc nào cũng vậy Đám ma là bàn dông luôn để trước ngay cửa nhà Nhìn vô thấy liền chứ không ai đi giấu cái bàn dông hết trơn đã để cái mục đích của bàn dông để như vậy là để cho à là những người thân đã mất người ta về người ta thấy cái bàn thờ như vậy là về trước cửa nhà thấy bàn thờ đi vô liền chứ bàn thờ không bàn dông không ai đi bỏ trong phòng mà rồi cất dưới gầm cầu thang rồi. rồi người thân mình sao mà thấy được về nhà đó là ý nghĩa là như vậy đó là cứ đi ngang đó mà tại nó cứ nhìn vô thấy bàn dông thấy cái hình của ông hoàng là nó cứ hoàng 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 mà càng ngày càng gõ càng ngày càng gõ hơn à rồi thì đến một cái câu chuyện đó là như vậy lắm cái buổi cái buổi sáng hôm đó đó cả sớm náo động hết trơn tài mất tiêu tài mất tiêu không hề thấy mà cái chuyện mà tài mà mà bị mất tích như vậy nó rất là kỳ lạ tại vì tài đâu có đi được đâu tài chỉ là bò trường bò trường bò trường mà mất tiêu như vậy luôn cả sớm bắt đầu là náo động đi kiếm vòng 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 kiếm khoảng cỡ độ nửa tiếng 45 phút cái bắt đầu là có những người tao nói ê thấy thằng tài với hoàng từ khi mà hoàng nó chết ở ừ, làng tài nó hay làm những cái điều kỳ lạ nó thèm chơi thung rồi bắt đầu đi ngang nhà hoàng nó kêu tên hoàng bây giờ qua nhà hoàng thì không thấy chạy ra cái giếng thử coi con sao đó những người, người ta nói với nhau bây giờ chạy ra cái giếng coi sao chạy ra cái giếng thấy đúng thiệt tình mọi người những cái người đầu tiên người ta tới cái giếng tôi nói là tài á nó đang ngồi ở trên cái giếng mà mọi người biết là tài với với cái chân không được hoàn thiện như vậy không bao giờ tự ngồi được giống như đưa giống như để dựa vô trong cái mền dựa trong cái gói mà ngồi cao lên thì ngồi được phải có điểm tựa mới ngồi được à chứ không bao giờ ngồi được mà lúc này ngồi hoài tư tài đang ngồi thẳng băng lên trên cái thành giếng và trên miệng ngậm rất là nhiều những cái cọng dây thun thậm chí là tứ chi ngay chỗ mà cái chân không hoàn thiện mà cái tay không hoàn thiện đó là có 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 những cọng dây thun còn cột, cột 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 vô và ở dưới đất là nguyên một cái bọc thun nguyên một cái bọc thun vậy mà đang ngồi đó mà cười cười khặt 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 mà ngồi không hiểu không hiểu sao mà ngồi được nó rất là kỳ lạ đó là mà cười khặt khặt Trời ơi thấy vậy ta hú hồn hú vía ta làm ta ẩm vô à ta mới lại bắt đầu là những người mà không phải là ba mẹ của của, của 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 tài đâu mà những người trong xóm ta đi vô trước ta thấy gì ta ẩm ta ẩm ẩm thiệt là lại bắt đầu là ta giọt ta chạy ra ta, ta kêu nè, nè nè nó nè nó nè trời ơi nó ngồi trời ơi ghê quá ha không trời hằng hoàng về lôi nó ra đây hay sao trời ơi nó ngồi ở trên giếng luôn mà nó, nó kỳ lắm những người ta cãi trời nó giỡn hoài sao nó ngồi được không lẽ giờ nó ngồi dưới đất nó dựa vô thành giếng hả không nó ngồi ở trên thành giếng luôn mà nó gặp tôi nó cười khạc 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 tôi ẩm nó mà nó khóc nó la nó cắn vô cái vai tôi nè giống như là tài không có chịu về á thì khi mà ẩm tài xong bắt đầu là ẩm trên vai thì tài mới cắn trên cái vai của cái người mà ẩm tài luôn là dứt quá cứ như là à, 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 không có chịu về đã bắt đầu thấy cái chuyện nó rất là kỳ lạ cái lúc này bắt đầu là người nhà tài cũng ẩm tài về bắt đầu là cũng à, thấp nhang cúng kiến rồi qua bên nhà của hoàng thấp nhang lên cũng nói là thôi con ơi con sống khôn rắc riêng, à, đừng có bắt em nhỏ em nó có biết gì đâu em nó bị bệnh mà con đừng có ẩm theo như vậy mà cái lúc á khi á mà ẩm tài về đến nhà là luôn miệng lúc nào cũng là lúc nào cũng là khóc lên mệt thì ngủ À mệt thì ngủ mà cứ tỉnh vậy là cứ hoàng, 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 cứ khóc lên vừa khóc vừa kêu tên hoàng, hoàng, hoàng như vậy. Mà khóc dãy tử luôn, nổi nổi gân trên trên cổ như vậy luôn nè. Quên nói đến một chi tiết. Khi mà người ta ẩm, khi mà ẩm bằng tài về đó mà đưa lại cho ba mẹ tài, ẩm về đến nhà rồi nha mọi người nha trên người không một vết xước không một vết dơ không một vết bẩn gì luôn nó mới kỳ lạ như vậy đó chứ tại vì thường mới biết rồi bây giờ tài nó không đi được nó phải bò trường nó phải bò bò trường trường như vậy thì cái người nó phải dơ mà trời ơi từ nhà của thằng từ nhà của ông hoàng tới cái giếng đã xa mà từ nhà của ông tài tới giếng cải càng xa hơn à phải càng lại càng xa hơn là mấy trăm mét gần gần, gần cái cây số mà không hiểu tại sao bằng một cái thế lực nào đó bằng kiểu gì đó mà tài lại di chuyển như vậy mà trên người không một vết trầy không một vết dơ vết bẩn thì đương nhiên cái chỗ mà cái đáy quần thì cũng có là ngồi chỗ cái giếng á là ngồi thì cái đáy quần nó cũng dính là dính bụi sơ sơ như vậy thôi à rất là kỳ lạ luôn đã thì rồi bắt đầu là sau đó rồi cái bắt đầu là người ta mới chỉ như bàn với nhau như vậy là không được rồi bây giờ muốn giữ cái mạng lại của tài là phải lắp cái giếng đó đi đã đương nhiên trước khi lắp giếng là cũng yêu cầu nhà của hoàng tới ừ bây giờ đó có cầu siêu cầu hồn cầu dông gì đó chứ bây giờ xác định trăm phần trăm là là bây giờ cái hồn của hoàng nó còn ở dưới đó bây giờ nó vẫn tài tới vậy 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 mà thôi bây giờ là cứ lắp cái giếng lại bây giờ tôi tôi chuẩn bị tôi lắp rồi đó rồi có kêu thầy kêu bài tới chục dông trục hồn trục đi chứ không có lắp giếng rồi là không có trục được à tụi tôi lắp giếng xong tụi tôi còn dán bùa lên chứ nha cho đừng nói đừng cho cho nghe nghe không đó thì người nhà cũng kêu thì cũng kêu thầy này nọ rồi cũng tới làm đại 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 thôi nha à. cái rồi bắt đầu là người dân người ta mới quyết định là người ta mới lắp cái giếng ở lại thì trong cái lúc mà lắp giếng như vậy tại vì cái giếng nó rất là sâu không phải nói lắp lắp là cái giếng nó sâu mười mấy mét lận mọi người đã không phải là muốn lắp mà lắp thì cứ, cũng kêu cái đội thợ tới hai ba ngày ngồi lắp thì lắp người ta vẫn lắp xong người ta vẫn lắp xong người ta vẫn nhận tiền nhưng mà người ta có nói lại đó mấy đêm mà ở đó đó cái lúc mà lắp giếng như vậy đó là cứ tối nằm ngủ là nghe tiếng đứa nhỏ nó khóc ở dưới giếng nghe mà mùa tưởng tượng mà đứng ở dưới giếng mình kêu lên như vậy là nghe cái tiếng nó rất là vang à nó cứ va mà nghe cái tiếng khóc mà khóc mà khóc gì thôi nha không không có nói gì hết trơn á tại vì bản chất là cái lúc đó khi mà 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 hoàng còn sống hoàng cũng đâu có nói được nhiều đâu mọi người đó là cứ cứ, cứ nghe tiếng khóc là cứ nghe tiếng khóc như vậy thôi đó thì người ta cũng rất là sợ tuy nhiên là công việc người ta làm trả tiền người ta làm người ta vẫn làm thì vẫn lóc được trong vòng hai đêm người ta ngủ đó là người ta kể lại cho những người trong xóm nghe là lúc mà lóc cái giếng là có nghe tiếng một cái đứa nhỏ nó khóc ở dưới đó như vậy người ta mới hỏi là tại sao tại vì những cái người mà người ta lắp cái giếng người ta không hề biết à, lắp lắp cái đội giếng này là kêu vòng vòng trong sớm những người, người ta không dám nhận phải kêu đi qua cái sớm khác đi qua xã khác kêu tới lắp giếng giùm người ta mới tới thì người ta tới người ta đâu có biết cái chuyện mà ông hoàng nó bị té gì này nó mất cái này người ta đâu có hề biết đâu là người ta cho nó ủa cái giếng nó ma quỷ gì vậy mà sao kêu tôi lắp lại rồi tối tôi nghe tiếng nó nó khóc vậy 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 đó đó, thì những người ở trong xóm người ta mới kể lại cho cái đội thợ đó nghe và cái cái chuyện mà hoàng mất như vậy rồi cái chuyện mà của ông tài như vậy mọi người ha còn về cái vấn đề của tài đó thì uh, sau đó hết 49 ngày thì tài cũng đã trở về bình thường mọi người không có chơi thung mà không có khóc la không có kêu hoàng gì nữa nhưng mà thì mọi người cũng biết mà đây là một sự thật thôi là những người mà bị người ta bị chết độc hồi da cam như vậy đó hiếm hoi lắm thì có những người người ta sống rất là thọ gần nhà mình cũng có một cái ông đó ông cũng bị uh, nhiễm cái độc hồi da cam lớn mình nhiều lắm năm nay thì ổng vẫn còn sống thì ổng cũng khoảng cỡ chắc cỡ phải là bốn mấy năm mươi gì đó đó nhưng mà đa số còn lại thì mất rất là sớm thì uh, thậm chí là ở trong sớm người ta không có ai mà quan tâm đến tuổi của người tài đâu uh, những người những người bị bệnh nhưng mà ít khi nào người ta quan tâm tới lắm nhưng mà chỉ biết là khi mà tài mất như vậy là À, đâu đó khoảng cỡ 10 tuổi gì đó, khoảng cỡ 10, 11 tuổi. Tức có nghĩa là sau khi mà Hoàng mất khoảng cỡ 4, 5 năm thì Tài cũng đã mất, nhưng mất là mất do bệnh thôi. Chia mất do cái chất độc màu da cam thôi, chứ không phải là do bị Hoàng kéo hồn gì cả hả mọi người ha đó thôi rồi đó là cái 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 câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay rất là đáng thương nói về vong hồn của vong hồn hàng khờ và đứa nhỏ chất độc bộ da cam mọi người ha rất rất là đáng thương em à, thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay à quên trước khi qua cái câu chuyện thứ hai này mình cũng nói là à, nói về cái vấn đề mà chất độc màu da cam thì sẵn đây thì mình cũng có nói luôn tới hiện tại bây giờ cũng có những cái cô nhi viện đặc biệt là sẽ có những cái người bị nhiễm chất độc màu da cam ở trong đó mà à, tới hiện tại bây giờ mình nói là trong vòng nhiều năm trở lại đây đó là ít những người nào biết lắm à, ít những người nào biết lắm thì bây giờ một người nhắm một người ví, ví dụ như vậy nè à, một người hê lắm à, bây giờ muốn đi làm từ thiện muốn đi làm thiện nguyện gì đó thì chúng ta biết à là Um, uh, những cái chỗ mà của những trẻ mồ côi trại trẻ mồ côi hay là những cái viện dưỡng lão hay là uh, dữ lắm là những cái bệnh viện tâm thần của những người người ta uh, có đồ ốc bị bệnh tâm thần mà bị kiểu như là nghèo khó hay đâu đó ha. nhưng mà mấy năm gần lại đây đó thì mình cảm thấy là cái chuyện mà những cái nơi mà người ta có cu mang những cái đứa trẻ hay là những cái người lớn nhé mà bị chất độc màu do cam thì rất là hiếm rất là ít nhắc đến trên mạng xã hội nọ đầu đó kia thì uh, sẵn đây thì mình cũng kể câu chuyện này thì mình cũng mới nói là có nha có có những cái trung tâm như vậy thì hy vọng là những cái mạnh thường quân những người nào mà có muốn đi làm từ thiện thiện nguyện gì đó thì có thể là chúng ta sẽ thay vì chúng ta làm những chỗ kia đó nhiều rồi thì chúng ta sẽ chia bớt chúng ta sẽ sang sẽ bớt một phần cho những cái người mà bị chất độc màu da cam như vậy ha mọi người ha đó rồi mình mình chỉ mượn cái lời mình sẵn tiện thì mình nói lên như vậy thôi ha mọi người ha hy vọng là mọi người sẽ à, giúp đỡ cho người ta ha thế rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay câu chuyện thứ hai này là do một bạn bạn này bạn tên là Thúy Uyên bạn đã gửi về cái Zalo cho mình thì năm nay là bạn cũng đã được 25 tuổi thì bạn Uyên là bạn có kể về cái câu chuyện lúc đó đó là bạn có đi làm thêm thời điểm đó là bạn mới có khoảng chừng cỡ 17, 18 tuổi thôi thì bạn có đi làm phục vụ cho một cái nhà hàng rất là lâu đời rồi thì bạn nói là được khi mà bạn vào đó bạn làm thì bạn được nghe nói là nhà hoàng cái nhà hàng là chủ người hoa và đã người ta đã truyền từ đời ông nội trở về nha cái nhà hàng này nó nằm ở trên con đường trần hưng đạo á mà cái khúc mà gần đường Tảng Đà rồi gần uh, cái khúc mà mà uh, cái gì ta cái chủ như chợ chợ lòng đèn vậy đó mọi biết không? Đó nghe khúc đó nó có rất là nhiều những cái nhà hàng mà từ rất là xưa chủ đa số là chủ người Hoa và được xây từ thậm chí là trước những năm 75 luôn rất là lâu đời rồi ha yeah. thì hôm đó bạn có bạn với lại một cái nhỏ bạn của bạn là có đi xe máy rồi có dừng tại vì nó ngay chỗ ngã tư thì mình không 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 nói rõ là ngã tư nào nha mình mình nói ngã tư nào là một người biết nhà hàng liền liền mình 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 giấu tên thì nó là đang đậu đèn đỏ như vậy nè thì con nhỏ bạn ngồi sau nó kêu ê cái nhà hàng này nó đang tuyển dụng này nọ đôi khi phục vụ rồi mày có gì tao mày rảnh uh, rảnh xin vô làm coi sao thì qua ngày hôm sau bắt đầu là hai đứa xin vô làm rồi người ta cũng nhận liền ngày người ta cũng nhận liền thì À, cái lúc đó bắt đầu á, là khi mà người ta nhận vô là làm, làm rồi mà người ta nói là cái khách sạn cái khách, khách sạn và nhà hàng nha khách vừa khách sạn vừa nhà hàng luôn thì đó là cái chỗ này á, là có cho ngủ lại à, nếu có nhu cầu ngủ lại là người ta sẽ cho ngủ lại luôn và không giảm lương là lương vẫn bạn, bạn nhớ là cái năm đó bạn học mà, lớp đó là khoảng những những năm mà hai mười lăm hai mười sáu lương của bạn á, là 5 triệu mấy rất là ok mà cho mà bao ăn bao ngủ luôn rất là ok rồi thì bắt đầu là bạn mới đồng ý là sẽ ngủ lại ở đó và thêm nữa cái người quản lý người ta còn nói thêm bây giờ người ta cần thêm một cái thằng thằng con trai đã để vô để mà bưng bê những cái gì nó nặng thì bắt đầu là bạn cũng hứa nó rồi rồi để có gì em liên hệ với thằng em của em đó dưới quê có gì kêu lên làm luôn thì bạn đã gọi cho thằng em đó thằng em đó là ba ngày sau là nó sẽ lên làm đó là như vậy ha rồi thì cái đêm đầu tiên khi mà ngủ đó đó cái phòng á là nó nằm cái cái phòng á là nó mùi tưởng tượng nè đây là một cái nhà hàng đúng không thì nó sẽ có một cái lối đi từ bếp á nó có một cái lối đi đi lên trên chỗ mà bàn khách này nọ đồ để mà ngồi ăn đó thì cái lối đi nó độ khoảng chừng cỡ đâu hai chục mét thì cái lối đi đó ở giữa cái lối đi đó thì nó có một cái phòng cái phòng này trước đây nó làm kho và sau đó bắt đầu là họ không sử dụng nữa và họ để lại cho nhân viên để ngủ lại thì bạn uyên và đứa bạn của bạn là ngủ ở bên trong căn phòng đó có mấy lạnh đồ đàng hoàng nhá trời ơi, xỉn sò lắm mọi người trời ơi đi đi làm thuê làm mướn mà được ngủ mấy lạnh là cũng ngon quá trời à rồi bắt đầu là mới vô nằm thì ngay cái đêm đầu tiên lúc đó là khi bạn vô bạn nằm ngủ như vậy không phải là có hai chị em không đâu mà còn thêm hai ba người nhân viên khác nữa thì tối đó nằm ngủ cái lúc này bắt đầu là bạn đã thấy bây giờ mình phải đặt tên cho nhỏ bạn của ông Nguyên đi bây giờ mình đặt tên nói tên là con Thảo đi kêu đại ông Thảo đi thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè thì con Thảo nó mới lại nó kêu ê Nguyên Nguyên mày đi toilet tao không mắc đáy quá tao đi đáy cái cái bạn Nguyên này bạn buồn ngủ quá à, tại vì mới ngày đầu tiên chưa quen việc sáng giờ bưng bê cũng nhiều à, nó thôi, thôi thôi thôi, tao không có đi đâu có gì mày mày tự mày đi đi thì cái lúc đó bạn nguyên bạn nói á là Thảo nó nói rõ ràng là nó đi đáy là nó đi tiểu thôi mà bà nói là nó đi rất là lâu nó đi khoảng cỡ đâu chừng cỡ 15 20 phút gì đó nó vẫn chưa vào bạn quyên bạn cũng nghĩ là bạn sẽ tính bạn ngồi vậy để bạn ra bạn coi coi nó làm sao nhưng mà buồn ngủ quá thì độ khoảng cỡ 5 phút sau là trước sau đâu đó khoảng cỡ gần nửa tiếng thì bắt đầu là thảo đi vô mà nó đi vô rất là nhanh nó chạy lẹ 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 vô đóng cửa một cái đùng và nó ôm bạn cứng nhắc mà nó vừa ôm bạn mà nó vừa khóc mà cái kiểu nó khóc mà nó không dám khóc lớn nó khóc mà nó ôm nó khóc mà nó cứ Nó lại cứ làm như vậy thì bắt đầu quý mới quay cái gì vậy vụ gì cha gì tự nhiên vô đây khóc la ôm sầm vậy cái nếu người tao mới gặp qua gặp quỷ gì đó mày ơi ghê quá à tôi mới gặp dông nhi gặp ma gặp quỷ gì đó nó cái gì mà vừa ma mà vừa quỷ mà vừa dông nhi gì gặp ba bốn con dữ vậy cái gì mà gặp cái gì ghê vậy gặp nhiều không Hầu gặp ghê quá ghê quá chứ bắt đầu là kể thì lúc này quyên nói á khi mà quyên tiếp nhận cái câu chuyện ma này lại từ thảo á là kiểu như là vừa kể mà vừa khóc mà vừa xù xì bên lỗ tai đó là kể là như vậy nè thảo nói cái lúc đó đó khi mà thảo đi vệ sinh đi vô đi vệ sinh xong rồi à vệ sinh xong rồi bắt đầu là mới men theo cái con đường đó để mà đi thì như hồi nãy mọi người tưởng tượng, tại vì cái nhà vệ sinh này á, là cái nhà vệ sinh dành cho khách là nó nằm ở phía trên nó nằm ở phía chỗ mà nhà hàng cho khách đó thì đi vệ sinh xong là chỉ cần đi thêm một cái lối mà 20 chục mét hồi nãy mình có kể cho mọi người nghe mọi người nhớ không Đó, thì bây giờ đi cái lối đó, đó, là đi, đi đi từ đầu đi đến cuối sẽ là cái nhà bếp thì cái phòng sẽ nằm ở bên trái và nằm ở giữa là coi là chỉ cần đi 10 mét thôi là sẽ tới được căn phòng mọi người nghe rõ chưa thì lúc này do là nó tối thui à? à, kiểu như nhà hàng người ta cũng tiết kiệm điện mà người ta tắt đèn tối thui luôn như vậy đó thì bạn mới đi thì vừa đi là vừa mò cái tay mình vừa đi mình vừa mò mò bên trái vậy là thì mình cứ đi khi nào mình đụng đến cái cửa cái cửa nó khác với lại cái vách tường đúng không mình gờ nó rất là mình giờ cho nhắm mắt cho mù đi chăng nữa đi mình đi cỡ nào mình cũng sẽ rất là dễ mình phân biệt được đâu là cửa đâu là tường nhưng mà thảo nói làm sao không có tìm được cái cửa cứ đi cứ mò 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 đi hồi ủa vách tường không à cái tay mình cứ chạm với vách tường mình cứ chà 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 toàn là vách tường không điên hồi nói tới cuối mẹ con đường luôn rồi thì cuối con đường là ở đâu là cái bếp thì lúc này bắt đầu thảo nói ủa sau kỳ ta vòng trở lên đã vòng cũng lấy cái tay cũng mò thì lúc đi khi mà đi vòng trở lên là tay phải đã bắt đầu lấy tay phải cũng mò 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 vừa gán đi vừa rờ rờ mò gán banh con mắt ra tìm trời ơi, quên chết cha điện thoại mình để trong phòng phải lúc đó có điện thoại mở đèn pin lên chắc dễ hơn nhưng mà không tới thui rồi cứ mò mò lên tới cái chỗ quầy lễ tân luôn cũng không thấy cái cửa đâu à giống như bị che mắt nhưng mà ngay thời điểm đó thảo không nghĩ như vậy thảo nghĩ chắc là mình buồn ngủ mình say ke sao thôi bên đi xuống thêm lần nữa mình gán mình mò kỹ kỹ hơn cũng vừa đi vừa mò kỹ thì kỹ cũng này cũng tới cái bếp luôn cũng không thấy ai cả à. rồi thì lúc nãy bắt đầu là thảo nói ủa sao kỳ vậy ta mới đứng ở đâu mới đứng ở đâu kiểu kiểu sao kỳ sao mình không tìm được cái cửa thì đang đứng dòm dòm như vậy thì thảo nói thảo nhìn vào trong cái bếp thì cái bếp á cái lúc này nó không phải tắt đèn tối thôi bởi vì trong bếp á, là bạn nói là nó có những cái những cái loại đèn mà giống như là lúc nào nó cũng sáng à, không biết là cái đèn đó để nhầm cái gì đó trong trong một cái phòng bếp bếp mà gọi là bếp âu á là nó có những cái vật lúc nào cũng sáng cả thành ra là bạn nhìn vô cho nó bạn thấy nó hơi mờ mờ chút xíu lúc này đang đứng dòm, dòm 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 để chắc là mình đi vô bếp mình kiếm một cái đèn pin hay mình kiếm cái gì đó mình kiếm đường mình đi về phòng mới bước vô trong bếp thì vừa bước vô trong bếp đó, là đập vô mắt bạn là bạn thấy một cái đứa nhỏ một cái đứa nhỏ nó đứng kế bên cái tủ lạnh mà cái tủ lạnh bự lắm những người nào mà đã từng làm trong uh, nhà hàng ngày nọ đều biết thì cái bếp gọi là bếp âu người ta có những cái tủ lạnh chuyên dụng á nó bự hơn cái tủ lạnh gia dụng của mình rất là nhiều nó bự dữ lắm đó để người ta chữ đông nọ rồi nó cao nó hai cửa bự lắm thì bây giờ bạn nói là cái đứa nhỏ đó nó đứng kế bên cái tủ lạnh một cái đứa bé gái thôi đã bắt bạn, bạn, bạn đứng bạn nhìn bạn giật mình bạn nói ủa đứa nhỏ này là ai mà sao giờ này đứng ở đây thì bạn mới tới gần mới nói ủa cưng cưng ơi sao cưng ở đây này nọ đồ sao kiểu như vậy thì bạn khi mà bạn vừa đến gần cái đứa nhỏ này nó mới quay cái đầu coi là giống như cái kiểu mà nó đang đứng nó chơi năm mười vậy đó nó úp mặt vô tường nó úp mặt vô trong cái tủ lạnh á à mà biết rồi cái tủ lạnh này, ở bên ngoài nó rất là nóng không hiểu sao nó lại úp cái mặt nó vô trong đó được hay ghê á đó thì bạn khi mà bạn tới gần bạn vừa mới lên tiếng một hai câu đứa nhỏ này nó quay cái đầu và chỉ quay đúng cái đầu cái đầu nó quay quay 180 độ là nó quay từ đằng trước nó quay ngược cái đằng sau như vậy nè mà cái mặt nó máu không là máu là mà nó quay qua cái lúc đó cái mặt nó máu me nghe không mà nó trợn con mắt lên nó nhìn nó nó nó, nó nhìn con thảo nghe không và anh thảo coi như là chết chân tại chỗ đứng ngay cái cửa bóp bếp cách cái cửa bếp độ khoảng chừng có một hai mét là đứng chết chân ở đó như vậy luôn cứ dòm cái đứa nhỏ cái mình cái mình thì quay vô trong tủ lạnh cái đầu thì quay ngược ở đằng sau mà nó rất là kinh dị luôn nha mọi người nha thì khi mà bạn nhìn cái đứa nhỏ rồi thì bạn kiểu như mình cũng đoán đoán thôi là là một cái đứa nhỏ giống như là một đứa con nít mà kiểu như người hoa tại vì mọi người biết đó là những cái người hoa thì với sao cái bề ngoài của họ mình kiểu như mình mình nhìn rất là với lại mặc cái đồ này nó tóc tai cái kiểu cọ mà bạn phục vụ trong nhà hàng nhà người hoa nữa thì nhìn là đây là một cái đứa nhỏ người hoa hai người không nói với nhau một tiếng nào hết nhưng mà ở đó là bạn bị đè cứ chết chân tại chỗ như vậy đó bạn cứ đứng mà bạn chết chân tại chỗ thôi chứ mà cái đứa nhỏ nó di chuyển tức có nghĩa là nó cực kỳ kinh dị là cái đầu nó cứ nằm ở đằng sau cái đầu nó cứ nằm ở đằng sau như vậy đó mà cái mình nó nó đi tới à cái chân nó bước tới mà cái đầu nó cứ đằng sau mà nó cứ đi vòng vòng ở trong bếp nó vừa đi nó vừa lấy cái tay nó rờ nó rờ mà nó diễn tả lại y chang như bạn giống như cái cái đoạn mà bạn thảo lấy cái tay mà rờ trên tường đi đi để mà kiếm cái cửa đi, đi vô bây giờ cái đứa nhỏ nó bắt trước lại y chang nó ghẹo băng mà nó bắt trước lại y chang luôn nó lấy cái tay nó gờ lên những cái sóng chén những cái những cái tủ bếp nó lấy cái tay nó vừa đi mà nó lấy cái tay nó vừa gờ gờ mà cái đầu nó quay ra làm sao mà nó không cười cái mặt nó cứ gì nè mà nó là cái mặt nó kiểu như gọi là cái mặt không cảm xúc cái mặt nó cứ đó mà nó cứ vừa đi cái tay nó cứ vừa rờ 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 đi vòng 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 cũng phải đâu là cần cả hai ba phút gì đó đó cái nó tới ngay chỗ mà trong cái bếp nó có một cái bàn đảo bữa không bàn đảo trong bếp để mà mà bằng bếp đầu bếp người ta lên món đó thì nó tới ngay chỗ cái bàn đảo thập cái người xuống à giống như nó đang nó thập nó cái người nó xuống vậy nè thập cái người nó xuống, xuống cái mất tiêu thì lúc đó bắt đầu là bàn thảo là bạn mới hết bị đẹp giật mình cái bắt đầu mới giọt mới chạy thiệt lẹ ra mở cửa thì khi mà chạy không hiểu sao là bạn nói là giống như cái hồi nãy đúng thật sự là, là gọi là bị che mắt luôn á chứ cái lúc mà bạn gặp xong nha bạn quay ra bạn đẩy cửa bếp bạn chạy chừng cỡ ba bốn bước chân là thấy rõ ràng không cần phải lấy cái tay đờ mà thấy chành ảnh cái cửa tại vì cái cửa phòng là cửa màu xanh thấy chành ảnh cái cửa là chạy một nước một là chạy tới cái cửa là gặt tay cầm là nhảy vô nằm ôm nguyên là khóc như vậy đó. đó. là thảo kể như vậy đó đúng gọi là bị che mắt một câu chuyện nó quá kinh dị đi thì qua sáng ngày hôm sau bắt đầu là hai đứa mới ngồi với nhau nó bây giờ có làm nữa không hay là làm sao không? thì cái lúc đó bắt đầu là nguyên mới nói đó ngày mai là thằng em tâm À ngày mai là thằng em tao nó nó lên rồi Bây giờ là nó cũng ngủ chung với mình luôn Thì nó cũng là con trai Với lại làm ở đây lương thưởng cũng ok Mình nó mày tao nói mày nghe hơn dữ lắm Mới vô được đây làm Làm mày đó còn được phụ cấp Mà còn chưa tính được Còn được chia tiền bo nữa Đó được chia được được chia tiền bo Kiểu như là những cái người hoa thì Người ta không dùng từ bo Mà những người ta lì xì Kiểu như vậy đó Đã là người ta rất là thương Những người phục vụ đó, Người ta chơi sọp lắm nha Những người hoa như thế vậy Chứ người ta ăn uống người ta sọp lắm đó cái nó thôi bây giờ có thằng đó nó vô rồi nó làm chung với mình thì nó ngủ chung với mình luôn nó cũng em tao em bà con tao bây giờ ba đứa mình vậy thì không sao đâu thôi kệ đi chứ bây giờ nghỉ việc liền là mất công dữ lắm đã hẹn với người ta là thằng em nó đã đi sắp xếp công việc nó đi lên rồi bây giờ mình nghĩ ở đây rồi, Thằng em nó lên làm với ai bị kẹt cái thế như vậy kẹt cái thế phải chờ thằng em lên ok rồi vậy chờ thằng em lên thì đến cái tối hôm đó, qua ngày hôm sau thằng em nó mới lên thì đến tối hôm đó cả hai đứa gặp luôn đã là nguyên và thảo là cả hai đứa đều gặp thì cái đêm thứ hai này là nó có một cái sự trùng hợp là những cái người nhân viên mà ngày hôm qua mà nó là có ngủ chung hai ba người chung với lại thúy và ở chung với lại uyên và 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 thảo đó thì hôm nay là cả những người nhân viên đó họ không ngủ lại nó không biết họ đi đâu cũng không biết tại vì mình mới vô làm cũng chưa có nói chuyện qua lại đồ nhiều chưa có biết đâu chỉ biết giờ, buổi buổi chiều đó họ vẫn làm họ làm đến 7 giờ rồi họ đi về xong rồi đến tối thấy họ cũng không 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 ở lại ngủ không biết thì cũng kệ thì bắt đầu là hai đứa cũng vô trong phòng nằm ngủ thì đang nằm ngủ đến cỡ nửa đêm lúc này là quyên quyên nói là, lúc này là quyên kể lại là quyên rất là bực thảo phải chi mà nó không có kêu mình dậy là là là, là mình đâu có gặp đâu là mình thảo gặp mình thôi đang nằm ngủ thảo nó khiều nó kêu nguyên 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 dậy mày dậy mày cái đầu quyên cũng mở mắt ra nói gì hả à? Nó nói, ê mày nghe gì không cái đó đó quyên cũng lắng lỗ tai nghe nghe cái tiếng nó rất là quen đây là cái tiếng tại vì trong cái nhà hàng của những cái người hoa đó mình gọi là món tàu người tàu đó thì người ta sẽ có cái xe đẩy để người ta đẩy những cái diêm sum à há cạo sủi cạo rồi ba cái tàu hũ ky chiên rồi đó rồi món rất là ngon thì người ta sẽ có cái xe đẩy có những cái dĩ hấp này nọ rồi người ta đẩy đến bàn ai lấy tính tiền ai lấy tính tiền à thì nghe cái tiếng xe đẩy nó cọc 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 nghe tiếng như vậy ủa lúc đó cũng một với hai giờ ủa giờ này đẩy tới đẩy lu gì mày đó thảo bởi vậy tao đâu có biết đâu mày 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 mày, 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 coi có ai kìa thôi mày ơi điên khùng giờ này ra coi gì nữa cái đầu hai đứa mới mở mắt ra giờ mày lúc này cái cửa nó hở rồi mà nó hở từ lúc nào không biết nó hở ra khoảng cỡ gang tay à nó hở nó hở khoảng khoảng cỡ một gan tay gì mày nè hở đi mày thấy rõ ràng luôn người nghe tiếng cọc 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 mở ra nhìn thấy nguyên một chiếc xe đẩy đẩy đi và có một cái người họ đẩy nữa nhưng mà họ mặc ở trên người đó một cái một cái dạng đồng phục đó mà nó cái cái màu mà cái mà màu vàng mà nó trộn với màu đỏ mà thời điểm đó nó nghe thì ở trong cái, cái cái nhà hàng này thì không có mặc cái bộ đồng phục đó không mặc bộ đồng phục đó mà cái bộ đồng phục nó nó nhìn nó kiểu như là nó cũ nó xưa lắm rồi mà họ đẩy sẽ đẩy đó và họ không có cái đầu họ không có cái đầu cứ đẩy đi mà đẩy không phải đẩy tới đẩy lui luôn kiểu như đẩy hồi nãy giờ chắc là phải là cái hai chục vòng có rồi đó cứ cọc 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 tại vì cái 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 con đường mà đẩy từ bếp mà đẩy lên chỗ nhà hàng nó khoảng khoảng độ hai chục mét thôi là cứ đẩy tới đi luôn cọc 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 nó kỳ cục ghê lắm luôn kìa mà không nghe tiếng bước chân luôn nha quê là cái tiếng cọc 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 là cái tiếng của chiếc xe đẩy này còn cái người đó họ mang dép họ mang cái gì không biết mà không nghe tiếng bước chân cứ đẩy lên đẩy xuống đẩy lên đẩy xuống đẩy lên đẩy xuống hoài như vậy rồi hai đứa rầm nó quýu càng hết trơn luôn rồi bây giờ bắt đầu bà thảo bà sợ quá rồi bà rung quá rồi bà quyên thì bà bò 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 lại bà đá 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 cái chân cho cái cửa đó đóng lại đã xong bắt đầu lấy cái miệng cái cái rổ cái này kia bắt đầu là mới tấn cái cửa lại bắt đầu hai đứa nằm mới rung mới sợ thôi 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 mày ơi bây giờ ngày mai kêu nghỉ thì chứ biết sao giờ nó rồi em mày sao em mày lên rồi sao nó ừ thôi em tao lên thì kể đi thì giờ nói nó đi bây giờ chỗ này ma cổ em tao chắc nó cũng sợ ma lắm á hồi nhỏ tao chứ quê nó sợ ma dữ lắm thôi mai nói nó thì có gì mình lấy lương mình cho nó tiền đi về quê chứ biết sao giờ đã và cứ nằm như vậy là nghe tiếng cọc 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 tới luôn như vậy là khoảng cỡ nửa tiếng nữa đó cỡ nửa tiếng nữa bắt đầu là mới ngưng mới hết à, là con ma nó cứ đẩy xe tới luôn tới luôn tới luôn hoài rồi xong cũng hết bắt đầu hai đứa cũng ngủ được bắt đầu đến sáng hôm sau thì cũng dậy thì cái lúc đó như vậy nè ở cái nhà hàng đó thì cái buổi sáng là phục vụ đồ ăn sáng á là của bên một cái tớp khác thành ra là hai đứa bạn được ngủ đến tám chín giờ mới dậy rồi là chủ yếu là dậy xong rồi sửa soạn rồi tới đầu giờ chiều bắt đầu mới nhảy vô làm đó thì cũng dậy xong đến khoảng cỡ mười giờ trưa là bắt đầu là thằng em mới tới thì cái lúc đó đó kêu anh em ra ngoài, à, kêu anh em ra ngoài tới cũng ghé quán ăn trên đường trần đạo không cái quán cái này ờ cũng kể lại ờ ừ, à, tao với lại à, à, chị thảo mình nè à, hai đứa tao vô đây làm à, hai ngày nay hai đêm liên tục gặp vậy, vậy 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 luôn thôi bây giờ á cũng lỡ hứa cũng lỡ kêu mày lên cũng lương cao rồi nọ đồ nhưng mà bây giờ ghê quá mà mày thì thấy tao nhớ hồi nhỏ mày sợ ma lắm thôi thôi mày ơi bây giờ nè tao vô tao tính tao ứng lương hai ngày đó bây giờ tao với à, chị thảo mày làm hai ngày nay đó là có bao nhiêu lương đưa mày hết cho mày à, xe đi về sẵn à, kiểu như làm cà phê cà pháo cho mày mình đợi tự dưới quê mày lên thì thằng em đó ngồi nó chề món nó kêu trời thần đất quỷ ơi người ta nói dưới quê sợ ma sợ ma thôi đi lên mấy ông bà lên sài gòn cái gì sợ ma gì đó tôi hồi nhỏ đó bà ơi chứ giờ sợ ma gì trời ơi tôi dưới quê tôi đang làm công ty thủy sản với đó lương này nọ đồ cũng được tự nhiên bà rủ tôi lên đây làm xong rồi tôi nghĩ làm rồi lên đây về dưới người ta đâu có nhận cái đâu thôi lỡ rồi vô làm đi mà ngủ ngủ sao là tôi ngủ chung với hai bà luôn hay sao nó nói, ừ thì mày ngủ chung tao nó nói, ừ vậy rồi được rồi tôi ngủ chung chứ có gì đâu sợ đi vô làm đi chứ lỡ lên đây rồi nói ổng bả lên sài gòn kiếm tiền gửi về quê tự nhiên không giờ đi mới lên tới xong sách đích đi về quê lắm bà ơi thôi đi vô làm đi đó cái hai đứa dòm nha nó làm phải không chắc chắn không ừ vô làm rồi thế cũng đi vô làm thì khi mà đi vô làm rồi đó, Bắt đầu là đến cái buổi tối hôm đó Chứ chưa đến khuya ngủ nữa Thì cái nhà hàng, cái nhà hàng hoa này là họ họ làm việc đến khoảng cỡ chừng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ là họ đóng cửa Tuy nhiên là tới 11 giờ thì nhân viên người ta mới lớp đi về, lớp ngủ lại Tại vì còn phải dọn dẹp để tất cả mọi thứ không thì cũng vô cũng làm, bình thường thì trong cái lúc mà làm như vậy rồi đó thì bắt đầu á, là bạn Nguyên này bạn mới phát hiện ra cái người đàn ông không đầu mà đẩy chiếc xe đó đó là là cái người nhân viên trong này đã biết rồi nhưng mà cái người nhân viên từ rất là xưa, tại vì ở trong cái nhà hàng này đó, là họ có chân họ có chụp những cái tấm hình, đó những cái tấm hình mà ngày xưa là có những cái vị thậm chí là có những cái vị tổng thống ngày xưa của chế độ cũ nữa, đó rồi những cái vị như, như quan chức cái nọ đồ tới ăn, chụp, chụp hình để lại như vậy, thì những cái tấm hình, những cái tấm hình trắng đen, à, một tấm hình trắng đen này được dán trên lầu, rồi nó có một cái dứt tường dán như vậy, thì khi mà nhìn như vậy có một cái tớp nhân viên đứng chung với là một cái người nào đó thì thật, thật sự là bạn nguyên bản nói là bạn cũng uh, tuổi đời bạn còn trẻ mà không biết cái người đó là ai nhưng mà mặc vét này nọ thấy cũng lịch sự lắm cũng cao ráo lắm mà người việt nam mình thì nguyên cái dàn nhân viên chụp như vậy thì bạn nhìn cái bộ đồ mặc dù là hình trắng đen tuy nhiên là nhìn cái kiểu cách này nọ đồ với những cái, cái cái kiểu áo quần này nọ rồi ha thì đó chính là cái bộ đồ của cái người đàn ông không đồng tức có nghĩa là cái người đàn ông không đầu họ đã mất họ làm trong đây là họ mất ở trong đây mà không hiểu tại sao họ mất cái đầu của nó từ rất là lâu rồi thậm chí là cái tấm hình nó nó còn ghi là đã được chụp từ trước những năm 2000 một năm 1990 mấy nữa rất là lâu rồi à rồi thì rồi bắt đầu đến câu chuyện của thằng em như vậy nè cái tối hôm đó đó thì khách khứa nọ rồi cũng người ta cũng về hết bắt đầu là nhân viên thậm chí là về cũng được phân nửa rồi còn lại là, là vô tập trung dọn dẹp thì đang đứng dọn dẹp như vậy thì đàn em đó, nó mới nói là để nó đi toilet à thì nó cũng mới tới mà thì bà quyên cũng dẫn nó vô tới toilet đi như vậy thì bà quyên vừa mới dòng trở ra đây bụp một cái cúp điện đã rồi mà cúp điện rồi là cúp điện toàn không phải là cúp điện cái nhà hàng này không đâu mà cúp điện toàn bộ con đường trần hưng đạo nó cúp hết nhìn ra ngoài đường là là đèn đường cũng cúp luôn tối thui hết nguyên cả một khu vực như vậy mà 10 giờ mà mà, 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 mà cúp điện thì Mũi biết rồi đó thì đang đứng đứng ở sau kỳ vậy ta không thì lúc đó bắt đầu là cái người quản lý ta nói à nhà hàng này là có một cái máy phát điện thì bây giờ phải chạy ra bây giờ mở cái pháp máy phát điện lên thì chỉ để cho đèn nó sáng rồi dọn dẹp rồi đồ xong á thì cái máy phát điện là khoảng chừng có đâu 15 phút sau mới khởi động được cái máy phát điện nào phải là bơm đổ dầu rồi đổ đồ vô rồi đấu nối rồi, rồi bắt đầu là mới dặn máy cho nó mở lên thì 15 phút sau cái máy phát điện nó được, được sáng lên à mới được cũng sáng lên bắt đầu cũng quay qua quay lại này nọ đồ cũng dọn dẹp này nọ đồ, đồ mà không thấy thằng em ở đâu bây giờ là mình đặt tên nữa rồi kêu em nó tên là phát đi mình kêu đặt tên là phát đi không thấy phát đâu trơn ô như số nãy phát đâu nó ủa nãy trước khi cúp điện là nó 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 đi vệ sinh tao dẫn nó vô nhà vệ sinh rồi mà sao nó chưa ra trời ơi coi thằng này mới vừa lên làm mà còn mày đặt làm biến này nọ đâu nữa đâu vô chổng kêu em vô chỗ kêu cũng không lên tiếng đã cứ đứng đứng đợi và bắt đầu mới móc cái điện thoại ra gọi đó à móc điện thoại ra gọi nó thì gọi nó xong cái nó bắt máy mày đáng đâu mày trời đất ơi mới vô làm làm biến làm nhát mới ngày đầu tiên như mày cái nó nói nó nó vậy nó đang ở trên lầu mà nó không tìm được cái đường xuống nó tôi không biết đâu tôi tôi, tôi, tôi nhìn nó cửa sổ thấy tôi trên, đang đang trên lầu nè mà hỏi nó lầu mấy nó cũng không biết luôn tại vì nó mới vừa vô mà một người ôm nó đâu có hiểu nó đâu có biết đâu nó chưa bao giờ lên lầu lần nào mà nó nó chỉ biết là nó nó ở đang ở trên lầu mà tối thui à tại vì bây giờ cái máy phát điện nó chạy á là chỉ để cho sáng ở dưới tầng trệt thôi để mà dọn dẹp thôi chứ còn ở trên lầu tối thui không 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 có chạy lên trên đất đã rồi cuối cùng bắt đầu hai ba người ở đây bắt đầu mới đi lên trên đó mở đèn pin điện thoại lên vừa gọi vừa bắt đầu là mới kiếm được nó 10 phút sau cũng kiếm được nó nó đứng ở, đứng đứng, ở trên tầng 4 thì cái khách sạn cái nhà hàng khách sạn này chỉ có bốn tầng thôi lâu đời thì chỉ có bốn tầng thôi thì nó ở trên tầng 4 cái mặt nó xanh lè xanh lét à? dẫn nó đi xuống xong cũng nó cũng ngồi chỗ nó không làm cái trơn á xong cái chút xíu nó có điện khoảng cỡ nửa tiếng sau là có điện rồi à, cũng dọn dẹp xong cũng vô phòng ngủ cái hỏi nó mày làm gì mày đi đâu rút trên đó dữ vậy mày cúp điện mày không lo phụ ở đây mày đi đâu cái nói với mày nó đang đứng ở trong toilet vừa dẫn nó vô toilet nó vừa dạch quần coi nó tiểu xong bụp cái là cũng tắt đèn cúp điện xong cái nơi thì cúp điện mình đi vẫn đi tiểu xong vẫn kéo khóa quần ra, rồi nó bước trở ra thì khi mà nó là nó bước trở ra nó là có một cái bàn tay mà hình như là của một người phụ nữ tại vì nó mềm mềm mại lắm nắm vô cái cổ tay nó mà dắt nó đi thì nó tưởng đâu là bà Nguyên chị nó à giống như là, là mày cúp điện sợ mày không thấy đường mày dẫn mày đi nó cứ đi mà rõ ràng là thằng phát nó nói như mày nè nó không hề bước lên cầu thang nó kỳ lạ như vậy có nghĩa là chỉ dẫn đi thôi tối thui là cũng nó 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 không thấy cái gì cả nó cứ nó cứ đi theo đi theo đi tới đi lui đi quay lại là toàn bộ là đi đường bằng không thì mọi người thử tưởng tượng đi bây giờ cho là mọi người không thấy đường mà nó là những người mù hay là làm sao đó phải không bước lên cầu thang là chúng ta phải biết cái cầu thang mà nhưng mà thằng phát nó là nó không hề bước lên trên cầu thang đó nó đi nó đi nó đi 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 đi, 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 đi hồi nó cho đến khi mà Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho nó. Thì cái cái điện thoại nó để trong túi lúc đó là toàn bộ thời gian đó đó là nó cứ đi theo cái người đó đang cái người đó nắm tay nó đi nó cứ đi theo đây. Cho đến khi mà cái điện thoại nó rung lên một cái thì cái người đó họ mới buông cái tay mà họ chạy đi mất. Nghe rõ ràng tiếng bước chân chạy đi bập chạy đi mất tiêu. Nó mới móc cái điện thoại ra nó gọi là mày đang ở đâu? Chứ nó mới nhìn qua nhìn lại tao thôi à nó nhìn ra ngoài đường cửa sổ nó nhìn nó thấy cửa sổ trên cao nó ờ tôi đang, đang, đứng trên lầu nó đi tới luôn nó không tìm được cái cầu thang mà nó cũng nó hoảng loạn nó không hiểu là ai dắt nó đi mà ủa sao tôi tưởng đâu bà quyên dắt tôi đi tao dắt mày đi hồi nào tao đang dưới đây mà nó ủa ai dắt tôi đi vậy mà tôi đâu có đi lên lầu đâu mà sao tự nhiên bây giờ tôi đang ở trên lầu kỳ lạ không đã xong cái bắt đầu là hồi nó có người lên kiếm nó tuốt ở trên tầng 4 mà nó không mà biết mọi người biết là muốn đi lên tới tầng 4 đó, là phải đi ra tới ba bậc cầu thang đó là ba cái tầng cầu thang mới lên được tới tầng 4 mà nó không hề biết luôn một người chỗ nó ngồi nó hoảng loạn mà mặt xanh lè rồi vì cái lý do anh em nó gặp như vậy rồi nó rất là sợ nha buổi sáng hôm đó nó ngồi đó ờ ừ, không sao đâu có tôi ngủ chung bây giờ mà tới tối nó gặp thì nó nó rất là sợ thành là, là qua ngày hôm sau là quyết định thôi là xin nghỉ à, là cũng tới đó cũng nói với quản lý là cũng xin nghỉ luôn thì đương nhiên là người ta vẫn vẫn trả lương này nọ đồ là cũng là bình thường Thấy không thì rồi sau đó bắt đầu là không hằng hằng này nó không về quê bây giờ tổng lẽ giờ nó mới lên có ngày trước ngày sau nó về rồi bắt đầu là cả quyên và thảo bắt đầu mới kiếm một cái chỗ khác bắt đầu là mới cho nó vô là chị em cũng vô làm chung ở một cái nhà hàng khác à, và nó cũng nằm trong khu vực chợ lớn thôi chứ nó không phải nằm trên con đường trần hưng đạo nữa và câu chuyện là nó cũng kết thúc ở đó luôn đó là tổng cộng là trong trong cái trong ba ngày làm ở đây thôi là đã gặp ba cái hồn ma hồn ma đầu tiên là một cái đứa nhỏ trong cái căn cái căn bếp ở dưới tầng trệt câu chuyện thứ hai là một cái vong hồn của một cái người phục vụ mà cục đầu đó là đẩy một cái chiếc xe đẩy như vậy và vong hồn thứ ba là cái vong hồn thứ ba này thì do là thằng phát nó nói là nó không có biết rõ là nam hay nữ tại vì nó tối thui à nó chỉ có cảm nhận là nắm cái tay đó là mềm mại là thì kiểu như là bàn tay phụ nữ mà thì chúng ta cũng phải biết rồi nó phải khác nào bàn tay đàn ông mình kiểu như là trai sần khô ráp thì phụ nữ là mềm mại hơn thì có thể đó là một cái vông nữ đã dắt thằng phát đi từ dưới tầng trệt mà lên tới tầng bốn mà thằng phát nó không hề biết đó à, rồi, rồi mà cái, cái mình thật sự mình nói là cái câu chuyện của kia không đầu cũng kinh dị đi đứa nhỏ mà quay cái đầu lại cũng ghê đi nhưng mà cái câu chuyện của ông phát theo như mình đánh giá là khủng khiếp nhất khủng khiếp nhất mọi người nha tại vì khi mọi người tưởng tượng kỹ vô mọi người là cái chuyện của phát là bị dắt đi như vậy mà nó rất là ghê mọi người ơi à nó cũng khủng, khủng khiếp lắm lỡ nhiều khi mà nó dắt đi đâu mà ra khỏi tòa nhà hay là trời ơi mình nó xin lỗi chứ rớt té lầu nọ đồ ghê lắm chứ mà phải giỡn đâu nó nguy hiểm với cái tính mạng mình cái kiểu mà mình gặp ma mà mình không biết mà chìm trong cái màn đêm như vậy còn hai câu chuyện kia thì hai người này thấy là thấy trước mặt À, mình sợ mình la mình bỏ mình chạy mình chùm mền mình niệm phật còn thằng phát nó gặp mà nó không biết dắt đi dắt đi cứ đi theo đi theo trong một cái cách mà bị giống như là 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 đi mà kiểu như nhắm mắt đi đại nhắm mắt đi đại như vậy vậy đó thì nó rất là nguy hiểm nha mọi người nha đó thôi rồi đó là một cái câu chuyện nói về một cái nhà hàng nhà hàng có rất là nhiều ma ở khu vực chợ lớn mọi người hen à, thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người hen và nhớ um, đừng quên là cả năm chi nhánh của mình là đã khai trương lại rồi nha mấy ngày nay cũng nhắn tin hỏi điện gọi điện quá trời mấy nay bộ mấy người bỏ chuyện ma hay gì đó trời đó, hôm nay mùng 9 rồi khai trương đầy đủ chi nhánh từ chi nhánh một tới chi nhánh năm là đã khai trương đầy đủ rồi nhớ chạy ra ủng hộ mình nghe thôi rồi cảm ơn cả nhà rất, rất là nhiều luôn nha dưới mặt xin chào tất cả mọi người